xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. vâng nếu thấy thông tin này hữu ích thì cho mình một cái like và nhấn nút đăng ký kênh cho Cali Sài Gòn thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. vâng à, kính thưa quý, à, các bạn bốn tiếp viên hàng không mà sách ma túy về Việt Nam á, đã có một cái lệnh là sẽ không được làm nhân viên của hàng không nữa không phải là tiếp viên hàng không đâu mà nhân viên của hàng không luôn cũng không được làm luôn nữa và tuy rằng thả bốn cô này trả tự do nhưng mà cơ quan à, điều tra vẫn khởi tố vụ án nha quý vị vẫn khởi án luôn nha các bạn à, tin tức này thì mình mới cập nhật được đây à, trong à, mới có, được đưa ra có mấy tiếng hồ thôi ở à, trong à, cái thời gian mà nghĩ giải lao á à, cái mình cũng hay à, tìm tội tin tức và muốn cập nhật tin tức liên tục đến cho à, các bạn được biết À, có một số các bạn thì không có thích đọc báo hay là chỉ thích coi YouTube mà thôi. Ừ. Vâng à, thì mình cũng chỉ là một người YouTube cập nhật tin tức và chia sẻ đến các bạn. Bốn tiếp viên hàng không sách ma túy sẽ không được làm nhân viên hàng không. Ừ. Theo cục hàng không của Việt Nam á, thì à, các tiếp viên sách ma túy từ Pháp về Việt Nam sẽ không được làm tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp hàng không nào ừ. có nghĩa là làm nhân viên uh, tiếp viên hàng không nè à, hoặc là bán đồ trong uh, phi trường nè hoặc là bán vé máy bay hay là check in check out gì đó cũng không được luôn có nghĩa là hoàn toàn không được hết ừ. liên quan đến bốn vụ tiếp viên hàng không quốc gia Việt Nam vì là Vietnam Airlines đó quý vị trong vụ nghi sách ma túy từ Pháp về Việt Nam đã được trả tự do Lãnh đạo cục hàng không cho biết bốn người trên sẽ bị xử lý theo thông tư 46 trên 2013 của Bộ Giao thông vận tải về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không. Thông tư này quy định không sử dụng làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng đối với các trường hợp sau. Cố ý vi phạm các quy định nội quy trực tiếp gây tai nạn hàng không hoặc sự cố hàng không nghiêm trọng. Bị kết án trong các vụ án hình sự, trộm cắp, chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt tài sản trái phép của tổ chức cá nhân, lợi dụng vị trí, làm việc để buôn lậu dẫn chuyển trái phép tài sản hàng hóa luôn cả người sử dụng hoặc có kết quả là dương tính đối với các chất ma túy hoặc các chất kích thích nè không được phép sử dụng ở trong quy định ở đây họ chỉ nói là hàng không dân dụng như vậy đối với hàng hàng không quân sự thì sao ta hmm. họ không có nói hmm. theo đó thì bốn tiếp viên trên sẽ không được sử dụng làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng, à, họ chỉ nói là hàng không dân dụng thôi, do hành vi lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản và hàng hóa. Thông tin thêm với lại báo chí, đại diện Việt Nam Airlines cho biết, căn cứ kết luận của cơ quan công an, hãng sẽ xác minh và xử lý đúng theo quy định hiện hành. Liên quan đến phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả qua đường hàng không, lãnh đạo Cục Hàng không khẳng định quan điểm của Cục là kiên quyết, kiên trì, thường xuyên và không có vùng cấm. Có nghĩa là không có con ông cháu cha, không có này kia nọ, nhưng mà tùy theo các bạn suy nghĩ. Vừa qua cho thấy vẫn còn có lỗ trống trong trường hợp này nằm ở khu thực thi của doanh nghiệp. Lãnh đạo Cục Hàng không cũng cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cục đã chỉ đạo các hãng hàng không khẩn trương ra soát lại các biện pháp phòng và chống, buôn lậu, gian lận, thương mại cụ thể của các hãng hàng không, nhất là việc bồi dưỡng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và việc kiểm soát, tổ bay để kịp thời phát hiện các lỗ hỏng nè phải khắc phục càng sớm càng tốt giảm các hành vi vi phạm. Trước mắt thì các hãng hàng không cần tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất hành lý, tổ bay trước khi bay và sau khi kết thúc chuyến bay nếu phát hiện vi phạm thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Khi có việc xảy ra, hãng hàng không phải chủ động đánh giá, rút kinh nghiệm và phổ biến rộng rãi tới tất cả cán bộ. Nhân viên trong toàn hệ thống làm bài học để cảnh tỉnh, nâng cao ý thức chấp hành quy định về phòng chống buôn lậu và gian lận. Đồng thời rà soát bổ sung các quy định, kế hoạch để bịt kín lỗ hỏng nếu mà có. À, nói tóm lại thì à, luật lệ bất cứ chỗ rơi đâu cũng có cái lỗ hỏng hết trơn á các bạn chứ không phải riêng tư ở việt nam cái này là mình nói thật sự luôn à, ngay cả bên mỹ này luật lệ nó cũng có cái lỗ hỏng cho mình nữa chứ không phải là không có đâu à, những người làm luật không biết là họ cố tình để cái lỗ hỏng đó để sau này họ, họ có phạm tội để họ chạy hay không <laughs> Châu Ngọc Đức thì có lời bình luận như thế này Nói trắng ra Buộc thôi việc và không cho làm trong ngành nữa cho nó vuông cứ lòng vòng chả ai hiểu cái gì trung tuyên nguyễn không bị vượt cột là phút bảy chục đời rồi còn đâu mà còn đòi làm tiếp viên hàng không đoàn hoa thì có viết lời bình luận như sau làm chuồng không có cửa mất bò rồi mới lo làm lại chuồng cục hàng không chỉ cần ra quy định, buộc thôi việc ngay. Bất kể bất cứ người nào, con ông cháu cha cũng vậy. Nhân viên hàng không nào buôn lậu, sách hàng từ nước ngoài về nếu bị phát hiện. Và cách chức hạ bậc lương trưởng của bộ phận. Có người vi phạm tiếp viên hàng không, Việt Nam Airlines buôn lậu sách tay hàng về báo đăng hoài có thấy giảm gì đâu. Lại Quang Tuấn lạ nhỉ, Em nào xách ma tí qua biên giới với số lượng kiểu này xem có dựa cột hay không là biết liền. Và theo một bản tin khác là vì sao bốn tiếp viên được trả tự do nhưng công an vẫn khởi tố vụ án. cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định trả tự do cho bốn nữ tiếp viên hàng không trong vụ sách tay 11,5 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Đồng thời công an cũng ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy. Một số bạn đọc thắc mắc vì sao các nữ tiếp viên đã được trả tự do mà cơ quan công an vẫn ra quyết định khởi tố hình sự. Tại vì trong đây chúng ta còn nhớ rằng có một người đồng nghiệp ở bên Pháp nhờ mấy cô này đem về và hiện giờ công an cảnh sát điều tra đã bắt hai người ở Việt Nam nhưng chưa rõ ra danh tính nam hay nữ hoặc là chức vụ của người ta là gì hay là ông Trùm ở đâu. Khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra. Luật sư Hà Công Tâm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết theo quy định tại điều 143 và điều 432 Bộ luật tố tụng hình sự khi xác định có dấu hiệu tội phạm do cá nhân. Pháp nhân thực hiện thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố án hình sự theo quy định. Đối chiếu với vụ việc trên, việc vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam là có thật rồi. Cái này là 100% có thật. Có dấu hiệu của tội phạm, do đó cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án là đúng theo quy định vẫn theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự, quá trình giải quyết một vụ án hình sự có thể gồm các giai đoạn sau: khởi tố, rồi điều tra, sau đó truy tố, rồi cuối cùng là xét xử và thi hành bản án, quyết định của tòa án. Trong đó, khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn tố tụng độc lập. Mở đầu các hoạt động điều tra tiếp theo bao gồm việc xác định ai là người thực hiện hành vi phạm tội, tiến đến hành vi của các hoạt động điều tra đối với họ. Quay trở lại với lại 4 tiếp viên hàng không sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ. Cơ quan điều tra bước đầu chưa chứng minh được những người này biết có ma túy bên trong các tiếp tam đánh răng, nên đã trả tự do cho họ. Tự nhiên có một người rể quá nhiều kem đánh răng như vậy hơn 300 cái tiếp uh, kem đánh răng mà mấy cô này lại sơ ý vậy sao ta uhm. tuy nhiên như đã nói trên việc vận chuyển trái phép ma túy từ pháp về việt nam là có thật đồng nghĩa với lại người giấu số ma túy ở trong các tuyết kem đánh răng rồi đưa cho nhóm nữ tiếp viên đã thực hiện hành vi phạm tội vì thế Ngoài việc trả tự do cho bốn nữ tiếp viên hàng không, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm sáng tỏ vụ án bằng việc xác định ai là người giấu số ma túy trên vào túi kem đánh răng và nếu có là cả người sẽ nhận số ma túy này. Trả tự do cho các tiếp viên hàng không không nghĩa là kết thúc vụ án, việc điều tra vẫn tiếp tục được tiến hành đến khi tìm ra bản chất tội phạm cũng theo luật sư. Mặc dù được trả tự do trong vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy, nhưng hành vi sách tay, hàng quá, giúp người khác từ Pháp về Việt Nam của nhóm nữ tiếp viên cũng phải cần xem xét lại xử lý theo quy định. Sự việc trên giống lên một hồi chuông cảnh báo cho tất cả các cá nhân nào vì mục đích giúp người, mục đích tư lợi hay bất kỳ mục đích nào đi nữa. Sách hộ người khác, hàng quá, đồ đạc, mà mình không kiểm soát được bên trong là gì. Cũng theo như tất cả mọi người đã nói, được trả tự do vì biết bên trong không có ma túy. Uhm. Theo thông tin từ Bộ Công an thì à, lúc mà 8 giờ 45 ngày 16 tháng 3 qua thông qua cái công tác mà soi chiếu hàng hóa thì à, chiếc cục hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã phát giác ra lô hàng à, khoảng 6 kg gồm 4 cái vali của các tiếp viên hàng không như là Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Ngân. Có nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Thì cũng như chúng ta đã biết, cơ quan này sau đó phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm của Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra, phát hiện trong 4 cái vali đó ngoài các vật dụng cá nhân có tổng cộng là 327 tuyết kem đánh răng, chưa mở nắp nhiều nhãn hiệu khác nhau. Mỗi tiếp được đựng trong một hộp giấy riêng lẻ và 17 chai nước súc miệng. Bước đầu xác định khi 4 tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp thì có một người Việt Nam. Có một người Việt Nam đây các bạn. Nhờ chuyển hàng tiêu dùng 327 tuyết kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất để gửi cho người nhà. Trong khi đó, kem đánh răng ở Việt Nam cũng thiếu gì. Muốn mua hàng Mỹ, hàng Pháp, hàng Ý, hàng Úc gì à, lại những cái chỗ mà siêu thị lớn là có hết. Phải không các bạn ha? Đâu có cần phải như vậy. Còn phải tốn thêm 10 triệu bạc nữa. Uhm, theo một cách nghĩ của một... Chúng ta nghĩ đơn thuần như vậy đó các nữ tiếp viên hàng không không biết bên trong không biết nha 327 tuyết kem đánh răng nhận chuyển có 157 tuyết bị đối tượng cất dấu ma túy do vậy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự trong ngày 22 tháng 3 cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đã ra quyết định trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không thì à, tuy rằng à được trả tự do nhưng mà cơ quan cảnh sát điều tra vẫn khởi tố cái vụ này vì đem ma túy về là có sự thật và đã có một người trong lúc khai báo là ở bên Pháp có một người Việt Nam cũng là đồng nghiệp luôn. <cười> <cười> Xin lỗi quý vị. Nhưng mà chúng tôi cũng thấy lạ và mạng xã hội cũng rất là bất bình. Trong khi đó mình là người Sam biết về luật pháp rất nhiều trong các chuyến bay đi và về. Trước khi về hoặc trước khi bay cũng phải cam kết và ký là không được sách hay là nhận bất cứ hành lý nào của người khác gửi về. Ừ, thì tại sao các cô này lại làm như vậy với cái số tiền chỉ có 10 triệu mà thôi chia ra thì người chỉ có hai triệu rưỡi. Đối với lại các cô này á, tiếp viên hàng không Việt Nam 10 triệu đối với cổ không ra cái lý gì không ra cái gì cho các bạn giống như là chỉ có mấy chục ngàn vậy thôi à đại khái là như vậy uhm, các cô có không biết hay không thì phải chờ cảnh sát điều tra uhm, người ta tiếp tục điều tra thì uh, ngay bây giờ thì người ta đã phán là các cô này không có tội vì không biết uhm, nhưng mà mạng xã hội và nhiều người lại lên tiếng rằng nếu như một người dân bình thường, một người dân bình thường thôi, nếu mà sách như vậy, bốn người dân bình thường là sách như vậy, thì có được thả ra không? Hay là sẽ bị tội từ 20 năm chung thân hoặc là tử hành? Đã có những việc xảy ra ở Việt Nam như thế này rồi. Họ cũng nói là họ chỉ sách dùm sách dùm thôi, nhưng mà họ vẫn bị buộc tội và phán cho đến ngày hôm nay. Có một người dân tộc cũng nói anh ta cũng không biết, trong đó cái đồ hành lý của anh ta là có ma túy trong đó nhưng mà anh ta vẫn bị buộc tội. Phải không các bạn. Còn ở Việt Nam thì người ta đã bắt hai người rồi, à, đã bắt hai người, rồi bây giờ người ta vẫn tiếp tục điều tra và tên tuổi của những người này vẫn còn đang giấu kín, chúng ta cũng chưa biết được họ là ai. Đây là hồi chuông cảnh báo cho tất cả các tiếp viên hàng không à, bay đi ở nước ngoài. Ý tôi muốn nói đây là những tiếp viên mà thật sự đó nha À, đừng bao giờ mà không nói họ cũng biết rồi các bạn ơi phải không đừng có bao giờ nghĩ rằng à... qua được một lần qua được hai lần sẽ qua được lần thứ ba đâu đi đêm thì cũng sẽ có ngày gặp ma à, hoặc là mình là người vô tội đi nhưng mà lỡ bị như vậy thì cũng sẽ là người có tội và các bạn thử nghĩ xem xem 11,5 kg này mà được tung ra ngoài thị trường mà lọt trót lọt khỏi cái... À, chi cục của hải quan ấy, thì sẽ có bao nhiêu người tan nhà nát cửa, bao nhiêu thanh niên sẽ nghiện ngập, chẳng những thuốc lắc này nhiều khi chơi quá đà nó sẽ đi đến um, overdose sẽ chết nữa, chết người luôn nè. Trong bà con của mình cũng có người cũng đã vì uh, uh, Bay thuốc lắc này nè, rồi cũng qua đời rất nhiều 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 lắm, cho nên uh, cái vụ việc này mạng xã hội và người dân người ta lên án rất là nhiều. Vâng cảm ơn tất cả quý vị và hẹn lại tất cả quý vị trong một chương trong một video lần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.